Netizen Trung Quốc ngạc nhiên về dân tộc Kinh Việt Nam như nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Một người Kinh Việt trò chuyện với ba chị em người Kinh trên Tam Đảo, Đông Hưng". Dù khác nhau về đất nước nhưng chúng ta cùng một ngôn ngữ và cùng một nền văn hóa. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Có người Kinh trong 56 dân tộc Trung Quốc không? Có đấy. Có khá nhiều nhóm người không nằm trong 56 dân tộc vì dân số của họ quá ít. Bạn nói chuyện thật tự tin, chúng tôi là người Kinh của Trung Quốc. Tại sao không phải là một đất nước nhỉ? Người phụ nữ này có thể nói tiếng phổ thông khá tốt và không có giọng Quảng Tây. Đây là Nan Pư, giọng của tiếng phổ thông Nam Ninh. Tôi và bạn bè đều nói tiếng phổ thông với giọng này, nhưng khi chúng tôi nói tiếng phổ thông với những người ở tỉnh khác, đó không phải là giọng Nan Pư, phòng trường hợp họ không hiểu. Nghe hơi giống tiếng Quảng Tây nhỉ? Tiếng địa phương được nói ở phòng thành cảng. Dân tộc chính ở Việt Nam là dân tộc Kinh. Tất cả các dân tộc khác đều là dân tộc thiểu số. Ngày xưa trong lớp tôi có một cô gái họ Nguyễn, giờ nghĩ lại, cô ấy có lẽ là người dân tộc Kinh và cô ấy thấp hơn tôi một chút. Những người ở Hải Nam chúng tôi họ Nguyễn đều là người Hán. Nơi sinh của họ Nguyễn là ở Quảng Đông và Quảng Tây. Bạn đã hỏi người Phúc Kiến chưa? Anh em Lương Sơn họ Nguyễn sẽ cười bạn. Sai rồi, họ Nguyễn có nguồn gốc từ Cam Túc và có chi nhánh rộng rãi ở Quảng Đông, Quảng Tây và Việt Nam. Bạn có thể tìm kiếm nó. Họ Nguyễn vốn có nguồn gốc từ nước Nguyễn vào thời nhà Thương và nhà Chu, sau đó di cư đến các khu vực phía Nam và ven biển. Họ này là họ siêu phổ biến ở Việt Nam. Tất cả họ và gen thượng lưu của người Việt đều đến từ Trung Quốc. Ngoài ra còn có nhà họ Nguyễn ở Quảng Châu, Nguyễn Tiểu Nhi thời Nam Tống. Ôi chúa ơi, bạn cùng lớp tiểu học của tôi họ Nguyễn. Đúng như bạn nói, anh ấy thực sự trông khác với chúng tôi khi còn nhỏ, anh ấy đen hơn và mắt to hơn. Người Kinh là những quan chức sống ở thủ đô trước thời nhà Minh. Họ bị đẩy sang miền Nam Trung Quốc, sau khi gia đình phạm tội vì không thể hòa nhập vào địa phương nên trở thành nhóm riêng, giữ lại ngôn ngữ, phong tục và văn hóa cổ đại. Kể từ khi họ đến thủ đô, người dân địa phương gọi họ là người Kinh. Nhưng ngôn ngữ chính thức của nhà Minh không như thế này. Hầu hết người Trung Quốc đều có tấm lòng yêu nước. Chúng tôi là người Kinh, nhưng chúng tôi là người Kinh ở Trung Quốc. Còn người Malaysia gốc Hoa thì sao? Thành thật mà nói, tôi cảm thấy người Việt Nam trông giống người Trung Quốc. Không thể nhận ra sự khác biệt chút nào. Người Miến Điện có một chút khác biệt. Người Việt thực sự không thể nói được thành lời. Bạn nói người miền Bắc Việt Nam có ngoại hình giống người Trung Quốc, nhưng những nét của người miền Nam Việt Nam nhìn hơi giống người Đông Nam Á. Hầu hết người dân ở miền Bắc Việt Nam là người gốc Hoa và hầu hết người dân miền Nam Việt Nam là người gốc Mã Lai. Bạn đã đến miền Nam Việt Nam chưa mà phát biểu vậy? Nó từng là người Trung Quốc và họ thường sử dụng ký tự Trung Quốc. Các bạn gần nhau nên nhìn giống nhau nhưng còn lại thì không giống nhau lắm. Sai hết rồi, tôi chỉ có thể nói rằng họ cũng giống như người Quảng Tây tôi đã đi du lịch ở đó và vẫn có những điểm khác biệt. Phần phía Bắc của Việt Nam tương đối giống nhau, trong khi phần phía Nam có các dân tộc khác nhau và sự khác biệt là rõ ràng. Người Bắc Việt và người Trung Quốc nhìn có vẻ giống nhau, họ là thành viên của cùng một gia đình vào thời xa xưa. Miền Nam Việt Nam từng là đất nước của Camper nên trông có vẻ khác. Họ giống với những người đến từ miền Nam Trung Quốc, nhưng trông khác với những người đến từ miền Bắc Trung Quốc. Có một sự khác biệt lớn đối với người miền Bắc Trung Quốc. Họ thực sự giống chúng ta như khi tôi đến Việt Nam, tôi có thể nhận ra sự khác biệt giữa người Nhật và người Hàn Quốc khi nhìn thấy họ. Bắc Việt rất giống người Trung Quốc, dù sao trước đây cũng bị Trung Quốc đô hộ. Người dân miền Bắc Việt Nam, Quảng Tây và Tây Quảng Đông trông giống nhau. Tôi cảm thấy người Vân Nam và Quý Châu trông giống nhau và không có gì khác biệt cả. Họ rất khác với miền Bắc Trung Quốc. Ta giống miền Bắc Việt Nam chứ không giống miền Nam Việt Nam. Có sự khác biệt, khoảng cách giữa hai mắt rộng hơn so với người Trung Quốc. Sống mũi họ thấp hơn. Còn tôi thấy người Việt và người Hán trông vẫn rất khác nhau. Người Miêu và người Hán gần như giống nhau. Ở Đông Nam Á, chỉ cần trời không quá đen. Nếu học văn hóa Trung Hoa, bạn sẽ gần như trông hơi giống người Trung Quốc. Thực sự Đông Nam Á trông rất khác ta. Người Việt rõ ràng khác với người Vân Nam chứ đừng nói đến người Bắc Hán. Xương trán họ rất thấp, rõ ràng là khác với người miền Bắc, quả thực rất giống người miền Nam Trung Quốc. Miền Bắc Việt Nam là lãnh thổ của Trung Quốc, trước thời nhà Tống nên chủng tộc cũng phải như vậy. Các bạn có muốn lấy lại nó vào ngày mai không? Miền Nam Việt Nam giống hệt ta nhưng miền Bắc Việt Nam thì khác.
cần lấy đất Bách Việt ở phía nam, tưởng là Quế Lâm, Tượng Quận, tôi nghi Việt Nam cũng thuộc đất Bách Việt. Họ đã bị đô hộ bởi Trung Quốc trong hàng ngàn năm. Chắc chắn có sự kết hợp rồi. Có sự khác biệt lớn giữa người miền Nam Việt Nam và người Quảng Đông, Quảng Tây. Trung Quốc từng cai trị miền Bắc Việt Nam, sau này bị Pháp đô hộ và Pháp tạo ra tiếng Việt như hiện nay. Chỉ là quần áo họ mặc hơi khác một chút thôi. Người Bắc Việt và người Trung Quốc trông giống nhau, nhưng người Nam Việt Nam thì hơi khác một chút. Trong Trung Quốc thôi cũng có vẻ ngoài rất khác biệt, một mặt là phía Bắc và một mặt là phía Nam. Người Quảng Tây chúng tôi có thể phân biệt được người Việt. Tôi không thể nói 100%, nhưng có thể phân biệt được 80%. Có sự khác biệt về ngoại hình. Có một sự khác biệt lớn trong thái độ. Họ khác hẳn ta. Người Việt ở đây chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra. Vị trí địa lý rất gần nhau. Thời xa xưa, việc xây tường ngăn cản giao lưu biên giới là chuyện bình thường. Bạn không thể biến thành người da trắng khi qua biên giới được. Ở Việt Nam dinh dưỡng kém, lại thấp và gầy nữa. Gia đình chúng tôi là người gốc Việt. Khi nhìn vào mọi người, chúng ta thường có thể biết họ có phải là người Việt Nam hay không. Và phần phía Bắc và phía Nam của Việt Nam cảm thấy khác nhau một chút. Họ khác hẳn ta. Khi họ đến tỉnh của tôi, bạn có thể biết họ là người Việt Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rõ ràng trông khác với người Hán. Sự khác biệt là rõ ràng. Người dân ở phía Đông Nam và Tây Bắc Trung Quốc đều có vẻ ngoài ít nhiều khác nhau. Có thể phía Tây Nam gần với Việt Nam nên ngoại hình của bạn có thể giống họ. Người Việt và người Quảng Tây trông giống nhau, nhưng người Trung Quốc chúng ta, người miền Bắc và người miền Nam cũng có vẻ khác nhau. Ngày xưa, Việt Nam có tên là Giao Chỉ, một lãnh thổ của Trung Quốc. Lịch sử hàng ngàn năm các triều đại của Việt Nam đã biến thành Trung Hoa, sau một thời gian ngắn đo hộ lúc nào thế bạn? Theo xã hội hiện nay, năm 2001 ta có hơn 33.000 người Kinh. Con số này có lẽ thấp hơn bây giờ. Dân số không thể bị mất và sẽ không có tình trạng như người Kazakhstan và người Hàn Quốc di cư về quê hương và không bao giờ quay trở lại. Bản thân Việt Nam không còn viết chữ Nôm nữa. Tiếng Việt viết bằng chữ Latin. Tôi biết và tôi rất sốc. Người Việt học tiếng Trung không có gì khó khăn, sự khác biệt chỉ là ngữ pháp giống nhau và cách phát âm khác nhau. Tôi đến từ Quảng Đông, Trung Quốc và đơn hàng của họ đều ở đây. Thành thật mà nói, ngữ pháp tiếng Việt rất khác với tiếng Trung. Tần Thủy Hoàng chỉ thống nhất chữ viết, chứ không thống nhất ngôn ngữ chứ đừng nói đến ngôn ngữ của họ. Chữ Hán khó lắm, nếu dễ thì chữ Hán sẽ không bị xóa bỏ. Đừng nghe người trong nước nói rằng chữ Hán bị xóa vì lý do chính trị. Tôi vẫn tin vào lý do chính trị, vì trước đây chữ Hán được sử dụng phổ biến, trong đó có các đền chùa, đều viết bằng chữ Hán, dùng để ghi lại lịch sử. Người Việt có ngôn ngữ Nam Á riêng, chữ Hán cũng chỉ là do thực dân mang đến, giống như thời thuộc địa Mỹ, Pháp mang văn hóa thuộc địa đến. Việt Nam xưa kia đều có nguồn gốc giống nhau. Họ đều dùng chữ Hán để ghi lại lịch sử và cũng dùng chữ Hán để hiểu. Nên nhớ tiếng Trung là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới. Sai rồi, ngữ pháp không nhất quán. Điều khó khăn nhất trong việc học ngôn ngữ là phát âm. Vì tiếng Việt có nhiều thanh điệu và âm tiết hiệu quả hơn, tiếng phổ thông nên họ học tiếng phổ thông sẽ dễ dàng hơn. Trong khi các bạn không nói được nhiều tiếng Trung, thì họ có thể nói được ít nhất 3 hoặc 4 thứ tiếng. Mình đang xem video tiếng Việt và tự nói chuyện một mình nên hỏi mọi người vậy. Nói chung, bạn có thể nói trong một tháng, nhưng khó đọc hơn. Tôi đã xem rất nhiều video tiếng Việt nói rằng ngữ pháp của họ giống với của chúng ta. Tôi biết điều này. Người Choang chúng tôi không hiểu được phương ngữ Kinh, nhưng chúng tôi thấy nó rất thân thiện. Tôi thì không hiểu gì cả, tôi hiểu được một số từ tiếng Thái và tiếng Lào. Từ những bình luận của netizen Trung Quốc về người dân tộc Kinh ở Việt Nam và Trung Quốc, có thể rút ra một số kết luận chính về suy nghĩ của họ đối với Việt Nam. Nhiều bình luận nhấn mạnh mối liên hệ lịch sử giữa người Kinh ở Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là từ góc độ văn hóa và chủng tộc. Họ tự tiện cho rằng người Kinh ở Việt Nam và Trung Quốc từng có chung gốc gác và chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa Trung Hoa, đặc biệt ở miền Bắc Việt Nam. Ví dụ, một số người nhắc đến sự tương đồng về hình dáng giữa người Bắc Việt và người Trung Quốc. Nhiều bình luận chủ quan cho rằng người Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc, có vẻ ngoài tương đồng với người Trung Quốc, đặc biệt là với người Quảng Tây và các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm khẳng định rằng, vẫn có sự khác biệt rõ ràng giữa người Việt và người Hán, ví dụ như sự khác biệt về khuôn mặt hoặc chiều cao. Một số người kiêu ngạo xem Việt Nam từng là một phần của Trung Quốc và nhắc đến việc Trung Quốc cai trị Việt Nam trong lịch sử. Quan điểm này thường gắn liền với ý tưởng rằng văn hóa, chữ viết và phong tục của Việt Nam đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Trung Quốc,
dù hiện nay Việt Nam đã có những phát triển riêng biệt. Một số netizen đề cập đến sự khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Trung, nhưng cũng thừa nhận rằng hai ngôn ngữ có sự tương đồng về cấu trúc ngữ pháp hoặc từ vựng. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên về việc Việt Nam đã chuyển từ chữ Hán sang hệ thống chữ viết Latin hiện nay. Tóm lại, phần lớn netizen Trung Quốc có cái nhìn đa chiều về sự tương đồng văn hóa và lịch sử giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là với người Kinh. Tuy nhiên, họ cũng nhận thức rõ ràng về những khác biệt văn hóa và dân tộc.